Thực hiện các chính sách tín dụng phục vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, người dân, các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người dân khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh. Các tổ chức tín dụng ngân hàng tiếp tục triển khai các hình thức cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ, nợ không bị chuyển sang nhóm nợ xấu do được giữ nguyên nhóm nợ. Đến thời điểm này, tổng vốn huy động của các tổ chức tín dụng ngân hàng trên địa bàn tỉnh ước đạt 103.000 tỷ đồng, dư nợ cho vay đạt trên 180.500 tỷ đồng. Ngoài việc tiếp tục chú trọng thực hiện tăng trưởng tín dụng, đảm bảo an toàn, hiệu quả, đặc biệt là chú trọng nâng cao chất lượng tín dụng, kiểm soát và xử lý nợ xấu. Thời gian qua, Ngân hàng Thương mại và các tổ chức tín dụng thực hiện các chính sách tín dụng phục vụ sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, chương trình giảm nghèo, khắc phục thiệt hại do ảnh hưởng của dịch COVID-19, thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động ngân hàng gắn với phát triển các dịch vụ thanh toán hiện đại. Trong đó, cơ cấu lại thời gian trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ trên 1.200 khách hàng, miễn giảm giữ nguyên nhóm nợ trên 1.000 tỷ đồng, không chuyển sang nợ xấu trên 1.500 tỷ đồng, đồng thời cho vay mới trên 87.000 tỷ đồng.